Sang chấn sản khoa này thì thật ra thì nó là liên quan đến ở bệnh viện sản nhiều hơn, tức là nó xảy ra sau cái cuộc sanh, và tất nhiên là sau khi cái cuộc sanh đó mà có vấn đề gì đó về sang chấn sản khoa thì họ sẽ chuyển qua nhi sơ sinh của mình để mình quan tâm và mình xử lý. Thì cái bài này nhằm mục đích là chỉ giới thiệu cho chúng ta một số những cái sang chấn sản khoa thường gặp ở trẻ sơ sinh và cái thái độ xử trí như mình thế nào cho nó phù hợp nha. Đại cương thì sang chấn sản khoa là các hậu ả cơ học do chèn ép hoặc là kéo gây ra cho trẻ sơ sinh trong lúc chuyển dạ. Và có hàng loạt các yếu tố nguy cơ có thể gây nên tình trạng sang chấn sản khoa này, như là con so, nhẹ cân, cực non, hoặc là thai to, thai bị dị tật, ngôi thai bất thường, mẹ nhỏ con, khung chậu bất thường, chuyển dạ kéo dài, thiểu ói, sử dụng dụng cụ giúp sinh, vân vân. Như vậy thì đây là những cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta lưu ý. Tất nhiên là cái người bác sĩ sản đó họ sẽ đánh giá xem là cái cuộc sanh thường này đó nó có khả năng gây ra những cái vấn đề về sang chấn sản khoa hay không. Nếu thì lúc này họ sẽ xem xét là sanh ngạt âm đạo hay là sanh mổ nha. Tuy nhiên thì dù là mình có thể tiên lượng như thế nào đi nữa thì những cái nguy cơ về sang chấn sản khoa thì cũng có thể sẽ xảy ra đối với tất cả đứa trẻ sơ sinh, cho nên chúng ta phải lưu ý. Tất nhiên là những đối tượng có nguy cơ cao thì chúng ta cũng phải chú ý thêm để chúng ta sẽ hạn chế mức thấp nhất những cái sang chấn có thể xảy ra. Đây là các dạng sang chấn sản khoa thường gặp ở trên lâm sàng đối với một đứa trẻ sơ sinh. Thì chúng ta sẽ có 5 cái dạng. Một là chấn thương phần mềm, thứ hai là sang thương vùng đầu mặt cổ, thứ ba là tổn thương thần kinh cột sống, thứ tư là gãy xương, và thứ năm là tổn thương phủ tạng nha. Tất nhiên là mỗi cái loại sang chấn thì nó có cái mức độ nặng nhẹ khác nhau, và tất nhiên là mình cũng không muốn là đứa trẻ sơ sinh nào sẽ sanh ra nó cũng có những cái sang chấn sản khoa này hết. Tuy nhiên có một số tình huống chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta xử trí cho nó phù hợp. Thứ nhất là chấn thương phần mềm. Thì có lẽ là trong tất cả những cái loại sang chấn sản khoa mà mình vừa trình bày ở trên thì cái chấn thương phần mềm là một cái được xem là nhẹ nhàng nhất rồi, đúng không ạ? Cho nên là những cái hình thức của chấn thương phần mềm có thể xuất hiện đó là gì ạ? Đó là chấm xuất huyết hoặc là vết bầm hoặc là vết trầy loét thôi. Thì những cái chấn thương này nó diễn tiến tốt và chúng ta cũng không cần phải xử trí gì hết nha. Đối với chấm xuất huyết hoặc là vết bầm thì nguyên nhân thường là do ngôi bất thường, ngôi mông hoặc là sanh khó, chuyển dạ kéo dài ha, hoặc sinh kéo ra quá nhanh, gây rốn quấn cổ, vân vân, thường gặp nhất là ở vùng mặt. Tuy nhiên trong những trường hợp mà thấy xuất huyết bất thường, vết bầm này thì mình cũng phải chú ý phân biệt với những cái bất thường về đông cầm máu nha, bất thường về đông cầm máu thì phải theo dõi ha. Nếu nó diễn tiến không có tốt hơn sau vài ngày thì phải xét nghiệm về rối loạn đông cầm máu để chúng ta chú ý thêm những cái bệnh lý về rối loạn đông cầm máu nữa. Cái hình thức thứ hai là vết trầy loét, thì nguyên nhân là do sanh kèm giáp hút hoặc là vết cắt do sanh mổ thì cũng có thể để lên cái vết trầy loét, thì xử trí rất đơn giản thôi, sát trùng tại chỗ và nó cũng diễn tiến rất là tốt. Cái loại sang chấn thứ hai là sang chấn vùng đầu mặt cổ. Thì chúng ta có rất là nhiều cái dạng của sang chấn vùng đầu mặt cổ như là bú máu dưới xương sọ, rồi bú huyết thanh ha, rồi nặng nề hơn là xuất huyết nội sọ, lõm gãy hộp sọ, chấn thương mắt, chấn thương tai, chấn thương cơ ức đòn chẩm. Đó là hàng loạt những cái sang chấn có thể xảy ra ở vùng đầu mặt cổ. Chúng ta nói đầu tiên nhất là cái bú máu dưới xương sọ nha, bú máu dưới xương sọ gọi là cephalohematoma, bú máu dưới xương sọ.
Thì đây được xem là tình trạng xuất huyết giữa hộp sọ và màng xương do vỡ mạch máu qua màng xương. Như cái hình mình thấy đây ha, giữa xương sọ và cái màng xương nó bị xuất huyết. Nguyên nhân do chuyển dạ khó kéo dài hoặc là va đập vào xương chậu người mẹ khi sanh hoặc là sinh kèm. Đặc điểm lâm sàng là chúng ta sẽ thấy một cái bú to, bú máu to, bệnh nhân sẽ có bị thiếu máu, rồi bị vàng da, Vàng da này là do hiện tượng hồng cầu ở đây nó bị vỡ ra gây tăng lên bilirubin và gây nên vàng da. Tuy nhiên đối với cái trường hợp bú máu dưới xương sọ này thường là tiên lượng tốt ha. Nhưng mà người ta cần lưu ý là khi mà đứa bé nó bị như vậy mà nó không có những dấu hiệu thần kinh gì hết thì thôi mình sẽ để theo dõi và từ từ thì nó sẽ tan cái bú máu này. Tuy nhiên nếu như mà nó có những cái triệu chứng thần kinh thì đôi khi chúng ta phải làm những cái chẩn đoán hình ảnh để chúng ta chẩn đoán phân biệt xem là nó có bị xuất huyết trong nội sọ hay không ha. Chúng ta có thể là cho chụp X-quang, CT, MRI hoặc là siêu âm não xuyên thớp để chúng ta phát hiện thêm khi nó có những cái bất thường về thần kinh. Cái biểu hiện thứ hai của cái sang chấn vùng đầu mặt cổ mà chúng ta cũng rất hay gặp trên lâm sàng là bú huyết thanh ha. Nguyên nhân của cái bú huyết thanh này là do đứa bé nó sanh ngôi đầu thì nó chèn ép của cổ tử cung, nó chưa có mở tròn á thì nó sẽ chèn ép ha, hoặc là vách khung chậu, vách âm đạo có những cái chè ép lên đầu của thai nhi theo một cái đường tròn. Và chính như vậy thì làm cho máu nó di chuyển trong cái vùng tròn và nó bị ứ trệ, gây nên hình tượng là huyết thanh thoát ra tụ lại dưới da đầu. Như hình chúng ta thấy đây ha. Thì đối với cái bú huyết thanh này thì nó sẽ tự tan dần sau vài ngày và rất hiếm các biến chứng về thiếu máu hoặc là vàng da nha. Và lưu ý là không được chọc hút bởi vì cái nguy cơ nhiễm trùng hoặc là nặng nữa là viêm màng não. Rồi, thì đây là cái slide để chúng ta phân biệt giữa một cái bú huyết thanh và một cái tụ máu dưới màng xương như mình nói hồi nãy ha. Hai cái này nó sẽ về triệu chứng lâm sàng chúng ta thấy là gì ạ? Nó giống nhau, chúng ta thấy có một cái bú máu to ở trên đầu. Vậy thì khi nào là bú máu dưới xương sọ và khi nào là bú huyết thanh thì chúng ta phải phân biệt ha. Tất nhiên là về triệu chứng lâm sàng chúng ta cũng có thể phân biệt được rồi, là về đối với cái bú huyết thanh thì nó ít khi nào có thiếu máu, ít có khi nào có vàng da lắm. Còn nếu như là bú máu dưới xương sọ thì thường là nó sẽ có bú to thì nó sẽ có thiếu máu, có vàng da nha. Tuy nhiên chúng ta còn những cái dấu hiệu khác để chúng ta phân biệt thì chúng ta nhìn cái hình này nha. Đây là bú huyết thanh ha, còn đây là bú máu dưới màng xương. Thì chúng ta thấy á, vị trí của bú huyết thanh là nó ở dưới da đầu ha, còn ở đó với bú dưới màng xương sọ thì nó sẽ dưới cái màng xương nha. Thời gian xuất hiện thì đối với bú huyết thanh là lúc chuyển dạ là nó hình thành cái bú này rồi, nãy giờ mình nói rồi ha. Còn đối với bú máu dưới màng xương thì nó vài giờ sau khi sanh. Về mật độ giới hạn thì bú máu dưới màng xương nó sẽ căng và giới hạn rõ, bởi vì nó nằm ở dưới màng xương mà, đúng không ạ? Nó sẽ không thay đổi, đúng không ạ? Còn đối với bú huyết thanh thì nó mềm và giới hạn không có rõ ha, nó sẽ di động đó. Và đối với bú huyết thanh thì nó bao trùm lên nhiều cái xương sọ, nhiều cái xương ha, nhưng mà đối với bú dưới màng xương thì chỉ là bao trùm lên một cái xương thôi. Và diễn tiến thì đối với bú dưới màng xương thì nó có thể quá xương, còn với bú huyết thanh thì nó sẽ nhỏ dần và nó tự biến mất. Đó là cách để chúng ta phân biệt một cái bú huyết thanh và một cái bú dưới màng xương trên lâm sàng nha. Một cái sang chấn tiếp theo mà nặng nề hơn là xuất huyết nội sọ ha. Thì hồi nãy mình đã học bài xuất huyết não màng não rồi ha, là một nguyên nhân của thiếu vitamin K. Thì bây giờ mình nói về cái xuất huyết nội sọ này là do chấn thương cho sang chấn sản khoa nha. Thì yếu tố nguy cơ là thai to, chuyển dạ kéo dài hoặc là xin can thiệp. Triệu chứng lâm sàng thì nó cũng giống như hồi nãy, hội chứng thiếu máu, hội chứng tăng áp lực nội sọ ha, và nó những có những cái rối loạn về thần kinh như là co giật, liệt thần kinh sọ. Chẩn đoán thì dựa vào lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh ha.
Thì về xử trí của xuất huyết nội sọ thì cũng giống như hồi nãy mình đã nói, chúng ta cũng sẽ truyền máu, chúng ta chống phù não, chống xuất huyết và dinh dưỡng nha. Đó. Và chúng ta phải theo dõi, thì tùy cái mức độ xuất huyết của bệnh nhân ha, mà chúng ta phải theo dõi. Một cái chấn thương nữa đó là lõm gãy hộp sọ, thì nguyên nhân là do xanh kèm hoặc là khung chậu hẹp lâm sàng thì chúng ta thấy rất là rõ ràng thôi. Bệnh nhân thường bị một bên phối hợp có thể là bú máu hoặc là sang thương ở da, sờ thì nghe tiếng lạo xạo xương hoặc là gãy xương. Thì trong trường hợp này là chúng ta phải xử trí phẫu thuật để họ nâng cái sọ lõm lên, và thường phẫu thuật này sẽ được tiến hành trong tuần lễ đầu. Những cái chấn thương khác ở vùng đầu mặt cổ thì có chấn thương mắt như là xuất huyết võng mạc, rồi dưới kết mạc do sinh kềm, thì trong những trường hợp này chúng ta phải chuyển đi khám chuyên khoa mắt. Hoặc là chấn thương tai cũng như thế ha, có thể là chấn thương ống tai ngoài rồi chấn thương thái dương vân vân thì cũng phải khám chuyên khoa. Rồi một cái nữa là chấn thương cơ ức đoàn chẩm ha. Thì đối với trường hợp chấn thương cơ ức đoàn chẩm thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện lúc chuyển dạ và sẽ có một cái khối máu tụ ở trong cơ ức đoàn chẩm như thế này đây ha. Và trên lâm sàng thì bệnh nhân sẽ biểu hiện là gì ạ? Là vẹo cột sống từ khi lúc mới sanh và đầu chỉ nghiêng sang một bên ha. Tại là do có một cái khối tụ ở cơ ức đoàn chẩm này ha, và người ta sẽ thấy một cái khối u ở cơ ức đoàn chẩm như thế này. Cho nên là để xử trí trong trường hợp bị chấn thương cơ ức đoàn chẩm thì chúng ta sẽ cho đứa bé nằm xoay đầu về phía đối diện nha, lót gối cứng để giữ tư thế cố định và tập giãn cơ cổ để giúp trẻ xoay đầu, căng cơ cổ. Và đối với cái chấn thương cơ ức đoàn chẩm này thì thường cái u này nó sẽ teo dần khoảng sau 3 đến 4 tháng nha, cho nên là mình cũng không có cần phải xử trí can thiệp gì, chúng ta chỉ lưu ý là cái tư thế nằm cho nó đúng thôi. Cái chấn thương thứ ba có thể xuất hiện ở sang chấn sản khoa, đó là tổn thương thần kinh và cột sống. Thì có rất là nhiều vị trí có thể bị tổn thương, như là tổn thương dây thần kinh mạch ha, do sinh kềm. Và khi mà biểu hiện này là bệnh nhân khi khóc đó, thì môi nó sẽ lệch về một bên lành, mắt nhắm không kín, rồi mất nếp môi mũi ha. Thì trong tình huống bị mà tổn thương dây thần kinh mạch này đó thì bệnh nhân được xử trí như thế nào? Chúng ta sẽ có biện pháp là bảo vệ mắt, che bằng các gạt tẩm nước muối, tại vì mắt nó nhắm không kín rồi, là có thể nó sẽ bị những cái dị vật gì đó ha, cho nên là phải bảo vệ mắt bằng cách là che gạt có tẩm nước muối sinh lý để tránh khô mắt nè. Và đối với tổn thương dây thần kinh mạch này thì nó sẽ tự phục hồi sau 7 đến 10 ngày ha. Mà sau 7 đến 10 ngày mà nó không khỏi thì đi khám chuyên khoa về thần kinh hoặc là ngoại khoa để người ta xem xét. Cái tổn thương thứ hai là dây thần kinh thanh quản, xuất hiện do kéo lúc sanh, và thường nó đi kèm với cái xuất huyết não. Và nếu mà tổn thương dây thần kinh thanh quản thì là hàng tiếng thở rít, chúng ta sẽ nghe cái tiếng thở rít ha, khó thở và siêu hấp tùy theo cái mức độ. Xử trí trong trường hợp này là chúng ta phải soi thanh quản để chẩn đoán ha, rồi hạn chế hít sặc đặt nội khí quản, hoặc là mở khí quản. Và thường thì tổn thương dây thần kinh thanh quản thì nó sẽ phục hồi sau 4 đến 6 tuần. Cái biến chứng này thì chúng ta cũng ít gặp ở trên lâm sàng. Rồi biến chứng nữa là chấn thương cột sống, cũng là do bị sinh bị kéo căng đầu làm đứt ống tủy ha. Thì cái này là hơi mạnh rồi ha. Và những biểu hiện của chấn thương cột sống thì chúng ta thấy là nó lạnh người, mềm nhũn ha, rồi mất vận động, rồi rối loạn thân nhiệt, táo bón, ứ nước tiểu. Xử trí thì chúng ta phải bất động, nằm ngang, rồi khám chuyên khoa thần kinh. Nói chung chấn thương cột sống là một cái sang chấn rất là nặng nề. Một cái rối loạn nữa, một cái sang chấn sản khoa nữa có thể gặp đó là liệt thần kinh hoành. Bệnh nhân thường liệt một bên kèm theo cái liệt thần kinh cánh tay và biểu hiện là khó thở, âm phế bào giảm một bên liệt. Xử trí thì chúng ta sẽ siêu âm ngực để chúng ta sẽ thấy là cơ bành một bên nó nâng cao lúc hít vào nha,
rồi hút đàm nhớ thường xuyên để tránh viêm phổi và chờ hồi phục, và cái khả năng hồi phục của nó là hoàn toàn có thể xảy ra sau 1 đến 3 tháng. À, thì đối với cái liệt thần kinh vành này thì nó có khả năng hồi phục được. Một cái sang chấn sản khoa nữa liên quan đến thần kinh cột sống, đó là bệnh nhân sẽ bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay ở trẻ sơ sinh nha. Thì chúng ta thấy rằng cái đám rối thần kinh cánh tay nó là một cái mạng lưới phức tạp những cái dây thần kinh cổ, vai, và nó kiểm soát vận động của ngực, vai, cánh tay và bàn tay, và đặc biệt là có khả năng cảm giác. Cho nên là cái tổn thương này nguyên nhân thường là do khi mà sanh chúng ta kéo vai quá mạnh trong quá trình sổ nhau đó, thì có thể dẫn đến là tổn thương dây thần kinh cánh tay này ở trẻ sơ sinh. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện là liệt chi trên hoặc là liệt cẳng bàn tay luôn. Thì trong tình huống liệt thần kinh cánh tay này thì chúng ta cần phải lưu ý phân biệt với một cái trường hợp là bị gãy xương nha, xương cánh tay, hoặc là sai khớp vai, gãy xương đòn. Về tiên lượng thì nó sẽ tùy thuộc vào cái nơi thần kinh nó bị tổn thương nha. Xử trí trong trường hợp mà bị tổn thương dây thần kinh cánh tay ở trẻ sơ sinh này thì người ta khuyến cáo là chúng ta sẽ gia tăng tuần hoàn và giảm phù nề chi. Chúng ta sẽ ngăn ngừa co rút các cơ và những cử động sai lệch của xương bả vai cánh tay, rồi luyện và phục hồi chức năng vận động của cơ. Nói chung là khi bị tổn thương thần kinh cánh tay này rồi thì những cái hậu quả của nó thì chúng ta cũng thấy là nó cũng khá là phức tạp nha. Cái tổn thương thứ tư có thể gặp trong sang chấn sản khoa đó là gãy xương, có thể là gãy xương đòn, gãy xương các xương dài hoặc là trật khớp. Thì đối với gãy xương đòn thì lâm sàng là không cử động được cánh tay và khóc khi cử động ha. Khám thì thấy xương cứng, xử trí thì chúng ta sẽ cố định và nó tự phục hồi sau 7 đến 10 ngày thôi, không thành vấn đề gì hết. Còn gãy các xương dài như là xương cánh tay, xương đùi thì cũng như thế ha, cũng có khả năng phục hồi rất là tốt sau 2 đến 4 tuần. Trật khớp thì chúng ta cũng thấy là nó sẽ vận động khó khăn và khóc khi vận động ha. Thì để phân biệt trật khớp với gãy xương thì chúng ta tốt nhất là nên chụp X-quang để chúng ta phân biệt ha. Và xử trí thì cũng cố định từ 10 đến 14 ngày thì nó sẽ có khả năng phục hồi. Một cái sang chấn sản khoa nữa đó là tổn thương các phụ tạng. Thì trên lâm sàng đôi khi mình sẽ gặp đó là vỡ gan, vỡ lách hoặc là tổn thương thận. Thì tùy vào cái mức độ mà chúng ta có thể phải xử trí ngoại khoa, thì cái này chúng ta cần phải khám với chuyên khoa ngoại, đặc biệt là ngoại nhi ở trẻ em, trẻ sơ sinh ha. Điều nếu như mà vỡ gan và lách thì lâm sàng sẽ có nguy cơ sẽ bị triệu chứng thiếu máu rất là dữ và có khả năng là sốc mất máu luôn á ha. Còn tổn thương thận thì có thể là điều trị hỗ trợ hoặc là phẫu thuật tùy vào cái mức độ, thì cái này phải đánh giá của bác sĩ chuyên khoa ngoại nhi. Thì đó là chúng ta vừa kể qua năm cái loại sang chấn sản khoa có thể gặp ở một đứa trẻ sơ sinh. Thì như chúng ta đã nói từ ban đầu ha, trước một cái cuộc sanh thì cái người bác sĩ sản phải tiên lượng xem là có khả năng sanh ngã âm đạo hay không ha, hoặc là phải sanh mổ để chúng ta có thể phòng ngừa, hạn chế mức thấp nhất những cái sang chấn sản khoa có thể xảy ra đó. Cho nên là đối với cái vấn đề về phòng ngừa sang chấn sản khoa thì chúng ta lưu ý, thứ nhất là vấn đề quan trọng là quản lý thai nghén, khám thai đều đặn để kịp thời phát hiện những cái bất thường, những cái yếu tố nguy cơ để quyết định cái cuộc sanh này là sanh như thế nào, sanh thường hay là sanh mổ, sanh ở đâu ở tuyến huyện được không, hay là phải lên tuyến tỉnh hoặc là thậm chí là lên những cái tuyến cao hơn. Dự phòng cấp 1 là khi sanh thì đối với những trường hợp sanh con so, con bất thường hoặc là mẹ có bệnh lý thì phải sanh những nơi có phương tiện can thiệp hồi sức tốt, hạn chế các thủ thuật như là nội xoay thai, sanh hút, sanh kềm và là chỉ định mổ đẻ kịp thời để tránh chuyển dạ kéo dài.
Rồi thì đó là những cái thông tin sơ lược về những cái sang chấn sản khoa và những cái cách xử trí ha. Thì cái bài này chủ yếu là chúng ta sẽ nói về những cái hướng xử trí thôi ha. Còn những cái sang chấn sản khoa thì thường chúng ta phải những cái sang chấn sản khoa thì mình có thể theo dõi để nó tự phục hồi được ha, sau vài ngày hoặc là vài tuần hoặc là vài tháng. Nhưng mà cũng có một nhiều sang chấn sản khoa là nặng nề và có khi là không có hồi phục được luôn. Đó thì chúng ta lưu ý thêm cái vấn đề này.